Theo các quy định mới được công bố, Bộ Y tế Pháp cho biết sẽ bãi bỏ về cách ly đối với các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng như dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp tiếp xúc. Cơ quan Y tế Pháp cũng cho biết sẽ hủy dữ liệu về ca dương tính và ca tiếp xúc được lưu trữ tại cơ quan bảo hiểm để đảm bảo quyền công dân. Cuối tuần trước, Pháp cũng đã vô hiệu hóa ứng dụng Tu Anti Covid được cài đặt trên điện thoại thông minh dùng để phát hiện các ca tiếp xúc, ghi nhận số lần tiêm vaccine cũng như lưu trữ giấy thông hành y tế của mỗi cá nhân. Mặc dù các quy định về cách ly, truy vết và xét nghiệm không còn mang tính bắt buộc, nhưng những trường hợp dương tính và các ca tiếp xúc vẫn được khuyến cáo nêu cao ý thức cá nhân tự thực hiện các biện pháp phòng vệ và tránh nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Bộ Y tế Pháp cũng giải thích, việc dỡ bỏ các quy định phòng chống COVID-19 bắt buộc gần như là cuối cùng trên được đưa ra khi diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng khả quan và nhằm đưa cuộc sống trở lại hoàn toàn như trước. Theo các số liệu mới nhất của trang thống kê Covid Tracker Số ca mắc mới COVID-19 tại Pháp trong vòng một tháng qua đã giảm từ 20.000 xuống còn khoảng 5.000 trường hợp mỗi ngày. Tỷ lệ dương tính với COVID-19 cũng đã xuống dưới ngưỡng báo động với 54 ca trên 100.000 dân. Theo giáo sư dịch tễ học Yves Bisson thuộc Viện Hàn Lâm Y học Pháp, mặc dù virus chưa thể hoàn toàn biến mất, nhưng chiến lược xét nghiệm, truy vết và cách ly để đối phó với COVID-19 đã không còn phù hợp trong bối cảnh tình hình hiện nay. Mục tiêu giờ đây không còn là ngăn chặn đà lây lan của virus, bởi vì virus vẫn sẽ tồn tại. Chúng ta nên để cho nó tự lây lan trong bối cảnh đã đạt được mức miễn dịch cộng đồng cao. Những gì ta cần làm hiện nay đó là đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine cho những người có nguy cơ cao và những người dễ bị tổn thương. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Pháp đã mở rộng chiến dịch tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường thứ hai cho tất cả công dân từ 12 tuổi trở lên và qua đây là biện pháp hiệu quả nhất để kiềm chế dịch bệnh.